Ngày 17-18 tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng, Coca-Cola đã mang đến hai lễ hội sôi động giới trẻ. Lễ hội ẩm thực ăn cho đã thèm trở lại thành phố biển sau 4 năm vắng bóng. Chương trình nằm trong chiến dịch tôn vinh ẩm thực toàn cầu Cook is Cooking và đến Việt Nam từ năm ngoái với cái tên Việt Nam is Cooking. Lễ hội mang đến đa dạng các món ăn ngon trên khắp đất Việt, tôn vinh những nét độc đáo của nền ẩm thực đường phố, cùng với các phần quà hấp dẫn qua các thử thách được tổ chức tại lễ hội. Bên cạnh đó, lễ hội biển Sprite hạ nhiệt tươi ngay với chuỗi trải nghiệm hấp dẫn, bầu không khí sôi động cũng thu hút sự tham gia của nhiều người dân địa phương cùng khách du lịch trong và ngoài nước. Let me say that first of all, Vietnam is a country. Việt Nam là một đất nước có nền ẩm thực phong phú. Ở mọi địa phương mà chúng ta đặt chân đến, chúng ta đều có thể trải nghiệm những món ăn khác nhau. Ẩm thực là một phần của đất nước Việt Nam. Đây là thời điểm hoàn hảo để đến với Đà Nẵng. Hiện tại đang là mùa hè với lễ hội pháo hoa quốc tế. Năm nay, lễ hội ẩm thực ăn cho đã thèm lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng. Hội tụ hơn 100 món ăn đa dạng từ mọi miền tổ quốc nhằm quảng bá và tôn vinh nền ẩm thực Việt Nam. Đồng thời, lễ hội cũng nhằm mục đích mang đến một sự kiện đặc sắc trong dịp lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng trong dịp hè này.